Chào bạn, quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì trước mặt anh em đây, anh em nhìn thấy Lĩnh đang ôm một hộp phuộc của X1R nhập khẩu về chính hãng các bạn nha. Thì là tên phuộc của nó là con phuộc dựa theo mẫu thiết kế của Winner để lắp zin cho X250 các bạn nha. Thì một hộp này mang thương hiệu của XMVG1, một cái thương hiệu đồ chơi khá là nổi tiếng tại Malaysia. Đấy thì là một cái thương hiệu mà nhận được nhập khẩu trực tiếp của công ty X1R. Thì chắc chắn là anh em mình chơi đồ chơi của Exciter 150, Winner hay tất cả những dòng heo Adeline thì anh em biết đến thương hiệu X1R đúng không? Đúng không anh em? Là một thương hiệu đồ chơi rất là tốt các bạn nha. Chăm sóc khách hàng từng chi tiết tỉ mỉ. Đấy thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu anh em một cây phuộc Winner và Winner. Đấy các bạn ạ. Nhưng mà đây là dựa trên cái mẫu thiết kế của Winner thôi, nhưng mà đây là X1R đã đặt của XMVG1 sản xuất riêng của mình các bạn nha. Phuộc được cải tiến tốt hơn, đẹp hơn, êm ái hơn và đặc biệt là chất lượng cũng rất là cao các bạn nha. Rồi không để nói anh em nói chờ đợi lâu nữa và bây giờ mình sẽ đập hộp cho anh em xem luôn. Đây Lĩnh sẽ đập hộp cho các bạn nha. Thì một hộp các bạn nhận được ấy thì lần này các bạn phải khâm phục luôn. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy một hộp đây. Một hộp như này các bạn nha. Đấy, một hộp nguyên anh nguyên kiện này. Thì nếu như mà nó là phuộc Winner ấy thì nó lại quá là bình thường, nhưng mà phuộc này là phuộc lên được 2 đĩa cơ anh em. Lên được 2 đĩa các bạn nhá, thì tất cả đều là lắp zin cho X250. Nếu như các bạn muốn lên 2 đĩa thì chắc chắn là các bạn phải mua một cặp vành 2 đĩa và thêm 2 đĩa, thêm 2 heo nữa. Nhưng đây là lắp zin cho X250 thì tất cả là lắp zin cho X250. Đấy các bạn nhá. Đây pad heo này thì có cả hai bên. Đấy là các bạn đầu tư thêm thì các bạn lên được 2 đĩa, còn không anh em chạy một đĩa vẫn lên lắp bình thường. Đấy, điểm khác biệt ở cái cây phuộc này ấy, là anh em có thể nhìn thấy là ti phuộc màu vàng các bạn nhá. Ti phuộc màu vàng. Đấy, rất là đẹp đây các bạn này, ti phuộc màu vàng rất đẹp các bạn nhá. Và kèm theo đó là ống phuộc, cái chân phuộc này. Cái chân phuộc mà hai vị trí bắt cái rè đã được cải tiến là lắp rè zin cho size các đời 150, 2018 và 2019, 2020 đều lắp được rè vào vị trí này các bạn nhá. Đấy, còn bình thường phuộc Winner ấy là các bạn về các bạn phải bắt rè của Winner, nhưng đây vẫn lắp được rè zin cho X250 các bạn nhá. Đấy, chân phuộc bắt heo đây, vẫn là heo zin. Thì Lĩnh có để con heo đây. Con heo đây các bạn nhá. Anh em lắp vẫn lắp heo zin như thế này. Lĩnh để cho các bạn xem này. Để đây cho anh em nhìn hình dung nhá. Đây vẫn lắp được heo zin như này. Đó, vẫn vào vị trí như này các bạn nhá. Đây, vẫn vào vị trí như thế này. Đấy. Thì tí Lĩnh sẽ ghép cho anh em. Tí Lĩnh sẽ ghép lên sản phẩm hoàn thiện cho anh em xem, để cho anh em mình ngắm cái siêu phẩm này các bạn nhá. Một hộp phuộc sẽ gồm hai cây phuộc đây. Đấy thì cây phuộc này đảm bảo cho các bạn là tránh được cái tình trạng mà lỗi phuộc của X250 anh em biết đến rồi, là tiếng kêu rất là khó chịu và đặc biệt là anh em rất là nhức đầu với cây phuộc. Xử lý lỗi thì xử lý đi xử lý lại vẫn kêu bình thường. Đấy thì anh em lên cho Lĩnh cây phuộc này quá hợp lý các bạn nha. Một hộp sản phẩm các bạn nhận được là sẽ hai cây phuộc này. Đấy, ti phuộc màu vàng này các bạn nha. Thương hiệu là XMVG1. Tiếp theo, một cái chảng ba mà Lĩnh mở hộp ra Lĩnh thấy bất ngờ luôn. Một cái chảng ba rất là nhẹ. Đấy, bình thường Lĩnh bán phuộc Winner X ấy, mà cái phụ kiện của LCM ấy thì cái chảng ba này nó rất là nặng, nhưng mà nó rất là nặng cho nên là cái trọng tâm đi nó hơi bị nặng đầu xe một chút, nhưng mà cái chảng ba Lĩnh cân lên là chỉ có 1,5 cân thôi. Đấy, còn những cái chảng ba khác bèo bọt nhất thì phải có 2,5 cân. Đấy, trọng lượng rất là nhẹ các bạn nhá. Cái cốt này là cốt nhôm CNC, cốt đặc 100%, và cái cốt phuộc này ép vào cái chảng ba này là ép thủy lực các bạn nhá. Đấy, tránh được cái tình trạng các loại tình trạng gãy bao cho các bạn trọn đời luôn anh em. Đấy, cái vai này là cái vai nhôm. Đấy, hợp kim nhôm các bạn nha. Đấy anh em, anh em có thể nhìn thấy này, rất chất. Có ba nốt để siết giữ phuộc nha. Rồi, bỏ qua chẳng ba. Tiếp theo là sẽ có thêm hai cái cóc này để anh em mình chụp vào cái bộ phận ở cái vành zin của các bạn ấy, vành zin các bạn nha, hoặc là vành độ cũng đều như nhau. Tiếp theo là có một cái bó này, bó như thế này là những cái cục căn để anh em mình lắp heo đây các bạn, lắp heo. Đấy thì họ có thêm có 4 cục căn để cho hai con heo hai bên đầy đủ hết các bạn nhá. Tiếp theo có một cái trang trí thêm phần lần này nữa. Anh em có thể bắn cái logo nhôm CNC thương hiệu của XMVG1 này vào vị trí nào trên xe khi các bạn cần, các bạn thích các bạn nhá. Đó. Tiếp theo đó là có một cái cốt. Cốt thì anh em biết tại sao phải theo cốt không? Vì là vành zin của các bạn là cốt nó bé, mà đây bên trong cái cốt này có thêm một cục căn nữa. Cục căn để anh em đóng ở giữa bi. Đây cục căn như này. Đó, và cái cốt to lớn hơn này để anh em lắp vừa phuộc cái phuộc này các bạn nhá. Tiếp theo còn thêm một cái sản phẩm nữa là có hai cái vòng bi như thế này, hai hộp bi như này. Đấy, đây là hai cái vòng bi các bạn nhá. Thì hai cái vòng bi này các bạn
để lắp vào cái bánh zin của các bạn đấy. Đây vòng bi như này các bạn nhá. Đó, tất cả về là lắp như zin hết. Tiếp theo đó là có thêm một cái dụng cụ để anh em sau này dùng 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm. Nếu mà nó có tình trạng mà nó bị tốt nhất là không phải bị, mà là để anh em dụng cụ để bảo dưỡng cái cây phuộc. Vì anh em biết đến rồi, phuộc zin thì các bạn phải bảo dưỡng dùng lâu ngày, dầu nó thối rồi thì anh em phải thay dầu mới để cho cái hành trình phuộc và cái giảm sóc của mình lúc nào nó êm ái các bạn nhá. Đây đó, thì một cây phuộc này bao gồm chọn hết tất cả về, các bạn chỉ việc lắp như zin lên X250. Nếu như anh em muốn lắp phuộc hai đĩa, nếu mà muốn lên được hai đĩa thì các bạn sẽ phải thay một cái vành, một con heo, một cái bát nữa đấy. Thì còn tất cả nếu như các bạn muốn hết được cái tiếng kêu và muốn trải nghiệm được một cái chiếc X-Sai ngon lành trọn vẹn thì các bạn lên cho Linh cây phuộc này lắp như zin các bạn nhá. Thì bây giờ Linh không để cho anh em phải thất vọng mà chờ đợi nữa, Linh sẽ ghép toàn bộ cái sản phẩm này lên một cái bánh mâm zin như này đó các bạn nhá. Bánh mâm zin như này đấy, thì là mình sẽ cho anh em xem tất cả như zin như thế nào. Đấy, thì nếu như các bạn nào mà thấy cái sản phẩm này ok đẹp thì các bạn đặt hàng nhanh tay nhá, số lượng cũng không có nhiều đâu anh em ạ. Đấy, ti phuộc màu vàng này. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cùng Linh trải nghiệm ơi cái phuộc này lên cái vành zin này các bạn nhá, và heo zin như thế nào anh em nhá. Mình cùng anh em vừa lắp xong rồi các bạn nhá. Thì anh em nhìn thấy một cây phuộc rất là nổi các bạn nhá. Ti phuộc màu vàng, xi màu lên cực mạ màu các bạn nhá, chứ không phải sơn đâu anh em nhá. Cho nên là tuổi thọ của cái màu này nó còn bền hơn là cái phuộc trắng các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Kèm theo đó là cái chảng ba nhôm, thì nói chung là cái phuộc này Linh thấy rất là hoàn hảo so với cái phụ kiện LCM mà lên phuộc Winner X hoặc Winner ấy, thì là cái đấy nó hơi bị nặng chút, cho nên là cái đầu nó hơi nặng. Đấy, con phuộc này rất là nhẹ các bạn. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy đây. Mà đặc biệt là tất cả đều lắp như zin hết các bạn nhá. Có đầy đủ phụ kiện lắp như zin hết, không phải thay bắt heo hay là không phải thay gì hết mà đầy đủ hết rồi. Đấy, cả cái hấp tre nữa rất là đẹp này các bạn, anh em này, rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, tất cả heo đều lắp như zin và dùng lại đĩa zin. Thì anh em chắc chắn là nhiều anh em sẽ thắc mắc hỏi Linh là với cái mâm zin này lắp có được không, à những cái mâm độ có lắp được không, thì chắc chắn là lắp được rồi vì cái háng này rất là rộng. Anh em lên mâm 3 chấm thoải mái hoặc là lên mâm ACO hay OZ đều bình thường các bạn nhá. Đấy, đều bình thường như này. Đấy, đều bình thường như này. Và nhất là các bác mà thích lên hai đĩa, thích lên hai đĩa thì là đây cây phuộc các bạn có thể nhìn thấy là khi cái bên trái của mình này. Đấy, phần này là để chế riêng để lên hai đĩa cho nên là nó không bị quay cái phuộc ra ngoài xấu như những cái con phuộc Winx. Chẳng hạn những cái phuộc Winx là anh em phải quay cái phuộc mua đều ở bên phải hết, cho nên là anh em phải cắt chế rất là nhiều. Đối với cái này thì anh em lên hai đĩa quá là đơn giản luôn. Đấy, như mình nhắc lại các bạn là anh em chỉ cần thay một cái bát heo. Đấy, và cái con heo ở bên này thôi là anh em thêm chia dầu dây dầu nữa là anh em lên thôi. Đấy, đây anh em này, thì bây giờ Linh sẽ quay thử cho các bạn xem nhá. Rồi em vào quay thử anh Phát, thì bây giờ phải nhờ bạn đến hấp thứ ba. Vì rất là nặng các bạn ạ, thêm bộ vành vào cực kỳ nặng luôn. Đấy, rất chất các bạn nha. Rất là chất. Đấy, rất là đẹp anh em nhá. Thì với cái điều kiện của bạn mà chưa có nhiều ấy, thì các bạn để dùng zin cho Linh như này là đã khắc phục cái phuộc của bạn rất là ngon rồi. Còn anh em mà có điều kiện hơn thì anh em thay cho Linh một con heo 2 pit đối xứng nữa. Thì đây hôm nay Linh giới thiệu luôn cho anh em một con heo Adeline 2 pit đối xứng rất đẹp các bạn nhá. Cũng của X1R nhập khẩu, tem bảo hành chính hãng đằng sau này các bạn nhá. Đấy, X1R các bạn nhá. Đó, Adeline này anh em này. Heo 2 pit đối xứng thì con này nó làm mẫu giống như kiểu con Brembo đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Thì con này Linh cũng dùng rồi và đã lắp lên cái chiếc xe hôm vừa rồi ở đâu nhỉ?
xe hôm đấy là ở Thanh Hóa hay sao á, đúng không, phải không nhỉ? Ở Hưng Yên, đúng rồi, chiếc xe ở Hưng Yên các bạn nhá, đã lắp lên chiếc xe đấy rồi. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Đó, kèm theo đó thì nếu như mà các bạn muốn lắp được con heo này lên vào đây thì các bạn phải mua cho Linh thêm một cái bát nhôm này nữa. Bát nhôm như này nữa thì anh em lắp vào. Đấy thì nó cũng đơn giản thôi, vì cái này nói nhiều thì anh em biết rồi, vì anh em chơi xe quá sâu rồi anh em. Đây các bạn này, rất là đẹp. Đấy, chắc chắn là anh em mình trước sau sẽ được chiêm ngưỡng cái bộ phuộc này Linh lắp lên những cái bản độ tiếp theo các bạn nhá. Kèm theo đó là sẽ là hai đĩa các bạn ạ. Rồi, ok anh em. Thì trong video này Linh muốn giới thiệu anh em một cái phuộc chất lượng của X1R nhập khẩu của XMVR1 các bạn nhá. Sản phẩm được bảo hành trên toàn quốc 1 năm và anh em muốn lấy sở hữu luôn thì anh em cứ inbox qua Zalo, Facebook cho Linh hoặc là alo trực tiếp cho Linh các bạn nhá. Sản phẩm này thì Linh sớm muộn Linh cũng đăng lên Shopee nhưng mà chưa có link vì còn phải để hoàn thiện nốt chụp làm sao mà hai lên hai đĩa nhìn nó mới chất được anh em ạ. Đấy, còn anh em nào muốn sở hữu cái sản phẩm này mà nó nhẹ nhàng, muốn cải thiện được cái phuộc lỗi thì anh em lên cho Linh nha. Còn đây là Linh đang chạy của con phuộc của X, phuộc của Winner X các bạn nhá. Phuộc Winner X, còn đây là phuộc của Winner, là mà chế riêng của X-Size cho X-Size Zin của X-Size 150. Đấy, còn đây là về thì anh em mình biết đến là phải chế cháo rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là cái bộ phận hai lên hai đĩa này. Đấy. Nhìn rất là gọn gàng, không bị thô. Đấy, anh em có thể tưởng tượng là nếu như các bạn dùng một con phuộc của Winner X này mà anh em dùng đảo sang kia thì tất cả những gân ở bên trong này nó sẽ lộ ra ngoài, nó rất là xấu. Thì đây, ở đây nó sẽ trơn tru và bóng nhẫy đẹp như này. Đấy. Rồi thì về phần cốt chẳng ba thì anh em yên tâm nhá, chẳng ba nhôm ép thủy lực đặc các bạn nha, nguyên khối rất là nhẹ nhàng, đi đảm bảo là khe đầu của các bạn không bị nặng như lên phục Winner X của bộ phụ kiện LCM đâu anh em. Rồi, video anh em mình hôm nay xin phép dừng ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.